Trong thời gian áp dụng chỉ thị 16 trên địa bàn thành phố Hà Nội để ưu tiên phòng dịch, đảm bảo an toàn cho nhân dân, Hà Nội tạm thời cấm đội ngũ nhân viên giao hàng shipper và ưu tiên 3 nhóm đi lại trong thời gian giãn cách. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội do chưa kiểm soát được lực lượng nhân viên giao hàng shipper nên tạm thời cấm đội ngũ này hoạt động trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách. Hiện Sở Giao thông Vận tải đang thực hiện tổ chức lại giao thông vận tải trên địa bàn. Theo tinh thần chỉ thị 16 có 3 đối tượng ưu tiên đi lại trong thời gian này. Nhóm thứ nhất là xe chở hàng hóa đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa trên luồng xanh quốc gia có lộ trình đi qua thành phố Hà Nội. Theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, các tuyến xe sẽ chạy theo đường vành đai 3 và phân đi các tỉnh không chạy vào bên trong trung tâm. Nhóm thứ hai là xe chở hàng hóa thiết yếu cho thành phố Hà Nội của các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ và phục vụ các công trình xây dựng được phép hoạt động theo chỉ thị 17 của Ủy ban nhân dân thành phố. Nhóm thứ ba là xe chở người và các phương tiện phục vụ hoạt động công vụ cho các cơ quan, đơn vị, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các công trình xây dựng được phép hoạt động theo chỉ thị 17 và các loại phương tiện vận chuyển khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.